Chào mừng bạn đã quay trở lại với video hướng dẫn của iGroup Blog. Đây là video thứ 5 trong series video hướng dẫn về cửa hàng trực tuyến. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để sửa lỗi thanh toán trên website của bạn. Khi bạn đặt một sản phẩm nhưng mà khi kích vào nút giỏ hàng thì đường dẫn đó không chỉ về nút giỏ hàng mà nó lại quay về trang chủ. Là bạn không thể nào mà check out được, không thể thanh toán được. Thì bạn sẽ sửa lỗi như sau. Bạn hãy quay trở lại cái trang quản trị của bạn và lại phần tổ chức. Hãy kéo xuống phần cửa hàng và kích vào phần cài đặt. Ở trong phần cài đặt này, bạn hãy kích vào phần thanh toán để mình có thể chỉnh sửa được cái phần thanh toán này. Hãy kéo xuống một chút phần trang thanh toán. Sẽ có phần là trang giỏ hàng và trang thanh toán. Bạn hãy chọn một cái trang giỏ hàng, sau khi người ta kích vào giỏ hàng thì sẽ dẫn người ta đến đâu. Thì ở giao diện mặc định, hệ thống đã tự sinh ra cho bạn một cái trang thanh toán, đó là trang cart. Hãy chọn trang này để làm trang thanh toán, là trang giỏ hàng. Và trang thanh toán bạn hãy chọn đến trang checkout. Checkout. Sau khi bạn chọn xong hai trang này, bạn hãy lưu lại và bạn hãy thử lại trên cái website của mình xem là đã thanh toán được chưa. Bạn hãy lo lại website trước khi thử vào phần giỏ hàng. Okay, như bạn thấy, trang giỏ hàng đã về cái trang trong giỏ hàng của bạn. Và khi bạn check out, nó sẽ về trang thanh toán. Ok, bạn có thể nhập thông tin và hoàn tất đơn hàng ở đây. Chúc bạn thành công.